Xin chào tất cả các em học sinh lớp 5. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Lâm Hoàng Hậu, giáo viên trường tiểu học Thanh Thạnh, thị xã Thanh Châu, tỉnh An Giang. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành với các em trong tiết học địa lý lớp 5. Để bắt đầu tiết học thì các em cần chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa, vở tự học và cuốn vở. Nếu chuẩn bị xong thì bắt đầu tiết học các em nhé. Trước khi vào bài học, thầy sẽ giới thiệu cho các em biết nội dung các em sẽ được học trong chương trình địa lý lớp 5. Phần địa lý lớp 5, các em được tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là phần địa lý Việt Nam. Nội dung thứ hai là địa lý thế giới. Trong phần địa lý Việt Nam, các em được học trong học kỳ 1 gồm 14 bài và 2 bài ôn tập. Nội dung chính, các em sẽ được tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên, các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam. Phần địa lý thế giới, các em được học trong học kỳ 2 gồm 11 bài và 2 bài ôn tập. Nội dung chính là các em sẽ được tìm hiểu một số hiện tượng tự nhiên, hoạt động kinh tế của các châu lục và một số nước trên thế giới. Các em học sinh thân mến, có bao giờ các em tự hỏi lãnh thổ nước ta gồm những bộ phận nào? Phần đất liền nước ta có hình dạng như thế nào chưa? Để trả lời cho câu hỏi đó, hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu bài địa lý đầu tiên, đó là bài Việt Nam đất nước chúng ta, sách giáo khoa trang 66 đến trang 68. Sau khi học bài này, các em cần đạt những gì? Thứ nhất, mô tả sơ lược được vị trí địa lý và giới hạn nước Việt Nam. Ghi nhớ được diện tích phần đất liền Việt Nam. Chỉ được phần đất liền Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ. Trong bài Việt Nam đất chúng ta, các em được tìm hiểu hai phần. Phần thứ nhất, vị trí địa lý giới hạn và giới hạn. Phần thứ hai, về hình dạng và diện tích. Trong phần thứ nhất, vị trí địa lý và giới hạn, các em cùng quan sát lược đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và trả lời các câu hỏi sau. Nước ta nằm trong khu vực nào? Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta. Nêu tên một số đảo và quần đảo của nước ta. Bây giờ, các em cùng nhau quan sát lược đồ và nghe thầy trình bày. Các em có thể ghi vào vở tự học những kiến thức cần ghi nhớ. Đây là lược đồ của nước Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á. Trên lược đồ chúng ta thấy Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Đây là khu vực Đông Nam Á. Chúng ta quan sát phần đất liền của nước ta, xem coi giáp những nước nào nhé các em. Đây là phần đất liền nước ta. Các em chú ý phía bắc Việt Nam chúng ta giáp nước nào? Phía bắc thì giáp Trung Quốc. Phía tây giáp Lào và Campuchia. Phần phía đông và phía nam được bao bọc bởi một vùng biển rộng lớn, đó là biển Đông. Các em à, khi nói đến lãnh thổ nước ta, ngoài phần đất liền, biển thì còn có đảo và quần đảo nữa nha các em. Bây giờ mình cùng tìm hiểu xem nước ta có những đảo và quần đảo nào. Đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, đảo Phú Quốc,
quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng của nước ta. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa của nước ta. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung thứ nhất. Tóm lại, nội dung này chúng ta cần ghi nhớ điều gì? Các em cùng nhắc lại với thầy nha. Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Đất nước ta vừa có đất liền, vừa có biển, đảo và quần đảo. Phần đất liền nước ta giáp với ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia. Các em vừa tìm hiểu nội dung thứ nhất, sau đây mình cùng tìm hiểu nội dung thứ hai, hình dạng và diện tích. Các em cùng quan sát lược đồ Việt Nam và bảng số liệu để trả lời các câu hỏi sau. Em có nhận xét gì về hình dạng phần đất liền của nước ta? Em hãy cho biết diện tích của nước ta là bao nhiêu so sánh với các nước khác. Các em cùng nhau quan sát lược đồ cho thầy và chú ý phần trình bày của thầy. Các em có thể ghi vào vở những kiến thức mình cần nhớ. Đây là lược đồ phần đất liền nước ta. Phần đất liền nước ta là phần màu vàng đó các em. Các em chú ý xem, về chiều ngang, phần đất liền nước ta như thế nào? Phần đất liền nước ta hẹp về chiều ngang. Tại Đồng Hới, đây là cái nơi hẹp nhất, chưa đầy 50 km. Nó chạy dài từ Bắc vào Nam, khoảng 1.650 km. Các em quan sát phía đông cho thầy, cái phần bờ biển. Xem phần bờ biển của nước ta nó có hình dạng như thế nào. Phần bờ biển nước ta cong như hình chữ S nghe các em. Sau đây mình cùng phân tích bảng số liệu diện tích của các nước. Trong đây có 5 nước là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Lào và Campuchia. Trung Quốc có diện tích khoảng 9.597.000 km². Nhật Bản có diện tích là 378.000 km². Việt Nam chúng ta là 330.000 km². Lào 237.000 km². Campuchia 181.000 km². Dựa vào bảng số liệu thì các em có thể biết được diện tích của nước ta và so sánh được nước ta với các nước khác. Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng 330.000 km², lớn hơn Lào và Campuchia, nhỏ hơn Trung Quốc và Nhật Bản. Tóm lại, nội dung này các em cần ghi nhớ cho thầy. Các em cùng nhắc lại công thức thầy nhé. Phần đất liền của nước ta có hình dạng giống hình chữ S. Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng 330.000 km². Vừa qua thì các em đã được tìm hiểu hai nội dung chính của bài để giúp chúng ta củng cố về kiến thức đã học. Thầy và các em sẽ cùng nhau làm một số bài tập. Bài tập thứ nhất, em hãy gợi tên những nước giáp phần đất liền của nước ta. Để thực hiện bài tập này, các em nhớ lại phần trình bày của thầy. Sau đó dùng bút để chúng ta liệt kê và sẽ kiểm tra kết quả cùng thầy sau đó. Xin mời các em. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả nha. Phần đất liền của nước ta giáp với những nước là Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Thầy tin rằng với câu hỏi này tất cả các em đều hoàn thành tốt. Thầy xin chúc mừng các em. Bài tập số 2. Em hãy kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta. Các em thực hiện tương tự như cách thầy hướng dẫn ở bài tập 1. Sau đó thầy và các em sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả. Bây giờ mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Đó là đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Phú Quốc, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. Đây là một số đảo và quần đảo của nước ta. Các em có thể liệt kê. Còn một số đảo khác, các em có thể quan sát trên lược đồ bản đồ để liệt kê thêm nhé. Bài tập thứ 3. Em hãy chọn đáp án đúng nhất. Diện tích phần đất liền của nước ta là A. 3.300 km2, B. 33.000 km2, C. 330.000 km2. Các em cùng suy nghĩ và lựa chọn nào. Bây giờ mình cùng kiểm tra kết quả nhé. A, B hay C? Bây giờ thầy sẽ loại bớt một cái đáp án. Xem coi, đáp án nào đúng nào. Chỉ còn lại B và C. Theo em, đáp án nào đúng? Đáp án đúng đó là đáp án C, 330.000 km2. Với bài tập này, thầy tin rằng tất cả các em đều có lựa chọn đúng. Thầy xin chúc mừng tất cả các em. Qua nội dung chúng ta vừa tìm hiểu, thầy muốn nhắc lại những cái kiến thức chúng ta cần ghi nhớ. Các em cùng nhắc lại với thầy nào. Nước ta nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Đất nước ta gồm phần đất liền, có đường bờ biển giống hình chữ S, và vùng biển rộng lớn thuộc Biển Đông, với nhiều đảo và quần đảo. Vừa qua thì chúng ta được khám phá nội dung của bài. Hoạt động tiếp theo, thầy sẽ tổ chức cho các em một chuyến khám hiểm để chúng ta tìm hiểu về một số hình ảnh hai quần đảo và cuộc sống của người dân trên đảo. Nếu chúng ta đã chuẩn bị xong, thầy nào chúng ta cùng khám phá. Đây là một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, được chụp từ trên cao xuống các em. Và đây là đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Hình ảnh này cũng được chụp trên đảo Phú Lâm. Các em chú ý những cái cơ sở vật chất, các cái công trình rất là kiên cố, rất là khang trang, có những nhà cao tầng nữa ha. Và đây là một đảo thuộc Trường Sa. Đảo này chưa có người sinh sống, chỉ có các cái chiến sĩ ở đây để canh giữ vùng đảo này. Và đây, một hòn đảo đã có dân cư sinh sống ở đây, nhà cửa, mái ngói, các công trình đang xây dựng dở dang. Một đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa đó các em. Và đây, hình ảnh các bạn nhỏ đang vui chơi cùng với các thầy cô trong một ngày lễ tại một ngôi trường trên đảo. Hình ảnh các bạn học sinh ở trường tiểu học xã Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Và đây hình ảnh các bạn nhỏ trên đảo. Ở đây chúng ta thấy vẫn có rau xanh hả các em, người dân trồng để phục vụ cho cuộc sống. Và đây hình ảnh vui chơi của một cái gia đình. Hình ảnh đời thường của người dân trên đảo. Các bạn nhỏ, các em nhỏ đang được cha mình cõng trên lưng. Và đây hình ảnh các cái chiến sĩ
đang gói bánh chưng, bánh tét nhân ngày Tết cổ truyền của các em. Đây là hình ảnh một buổi văn nghệ của các chiến sĩ trên đảo. Sau một ngày làm việc, học tập vất vả thì các chiến sĩ tổ chức văn nghệ để thư giãn. Các em vừa tìm hiểu xong nội dung bài. Qua bài học hôm nay, thầy muốn gửi đến các em một thông điệp. Biển đảo là một phần của lãnh thổ nước ta. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Sau bài học này, các em về chúng ta ghi nhớ lại xem mình đã được học những nội dung gì. Và xem trước cái thầy bài địa hình và khoáng sản, sách giáo khoa trang 68 và 69. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thầy xin chúc cho các em luôn chăm ngoan học giỏi và hẹn lại các em trong tiết học lần sau. Xin chào.